Ok, xin chào quý nhà đầu tư. Em là Vũ Việt Anh. Thì trong video này em sẽ hướng dẫn anh chị cách đặt lệnh 5 sọt phát sinh cũng như là cách sử dụng gói phí hợp tác đầu tư phát sinh tại VPS. Thì anh chị nào mà chưa có tài khoản chứng khoán tại VPS thì liên hệ tới em để mở tài khoản nhé. Thì tại sao chúng ta lại phải mở tài khoản chứng khoán tại VPS? Bởi vì thứ nhất ấy, thì VPS đang nằm trong top 1 thị phần phát sinh lớn nhất, được chưa? Điều đó cũng cho thấy rằng là cái sự uy tín của VPS là nó lớn như thế nào, được chưa? Thứ hai là VPS đang có những ưu đãi phí giao dịch mà những công ty chứng khác là không thể có được, được chưa? Bởi vì VPS đang miễn phí giao dịch phái sinh 3 tháng đầu, 3 tháng tiếp theo là thu phí giao dịch ở 500 đồng trên một đồng phái sinh, 3 tháng tiếp theo nữa trở đi là thu phí giao dịch 1.000 đồng trên một đồng phái sinh, trong khi những công ty chứng khoán khác thì sẽ thu phí giao dịch là 4-7.000 đồng trên một đồng phái sinh, được chưa? Đó. Còn tiếp theo nữa thì VPS đang có một cái sản phẩm đó chính là hợp tác đầu tư. Thì đối với sản phẩm này anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng độ là 3 triệu đồng là có thể mua được một hợp đồng phái sinh rồi, được chưa? Và có một điều đặc biệt nữa là nếu như anh chị nào mà mở tài khoản và giao dịch phái sinh bên em thì sẽ được em thêm vào room tư vấn đi lệnh phái sinh. Thì với cái room tư vấn đi lệnh phái sinh này thì hàng ngày lãi lỗ trung bình mà room tư vấn đi lệnh của em đạt được hàng ngày lãi lỗ trung bình ấy, sau khi cộng trừ nhân chia lãi lỗ trong tháng vào chia số ngày giao dịch ra thì mỗi ngày sẽ đạt được cái số lợi nhuận là khoảng độ 7-8 điểm, được chưa? Mỗi ngày sẽ đạt được lợi nhuận là 7-8 điểm. Đó thì đó là những cái lợi nhuận rất là ok mà em nghĩ là nhà đầu tư lên mở tài khoản và giao dịch phái sinh bên em thì em sẽ hỗ trợ tư vấn đi lệnh cho. Ok, thì đầu tiên ấy, sau khi anh chị mở tài khoản chứng khoán và có tài khoản rồi thì anh chị tải phần mềm Smart Pro về app điện thoại nhé. Đó, sau đó anh chị truy cập vào. Thì đối với cái phần mềm Smart Pro này nó sẽ có hai chức năng chính, đó là phái sinh thật và phái sinh ảo. Ở cái giao diện màu trắng này là phái sinh thật này, nước sang bên phải là giao diện phái sinh ảo này. Thì phái sinh thật với phái sinh ảo giao diện nó như nhau thôi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu trên phái sinh thật nhé. Đó, đây chính là giao diện phái sinh thật nhé. Thì anh chị thông thường khi giao dịch thì chúng ta sẽ xem vào cái phần giao dịch này. Anh chị nhấn vào phần giao dịch ở góc dưới màn hình nhé. Đó, thì đây sẽ là cái cột tài sản đầu tiên. Thì tài sản này sau khi anh chị nạp tiền vào tài khoản nuôi 8, tức là tài khoản phái sinh ấy, thì nó sẽ hiển thị số tiền của anh chị là ra tiền mặt này và tổng tài sản này. Đó, thì nếu như mà ở đây nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là anh chị không sử dụng mối hợp tác đầu tư. Trường hợp thứ hai là anh chị sử dụng mối hợp tác đầu tư. Thì đối với trường hợp thứ nhất ấy, nếu như anh chị không sử dụng mối hợp tác đầu tư thì anh chị phải ký quỹ cái số tiền anh chị nạp vào lên VPS, lên VSD, được chưa? Thì anh chị phải ký quỹ lên VSD thì anh chị mới có thể giao dịch được. Thì đầu tiên ấy, khi anh chị nạp tiền vào thì anh chị sẽ nhấn vào phần tiện ích này. Đây là đối với trường hợp anh chị không sử dụng hợp tác đầu tư nhé. Anh chị nhấn vào phần nộp ký quỹ này. Đó, sau đó anh chị là ký quỹ cái số tiền anh chị đang có lên. Ví dụ như là số tiền hiện tại vừa anh chị nạp vào là 5 triệu đồng này thì anh chị sẽ ký quỹ số tiền 5 triệu đồng nó lên VSD. Được chưa? Đó, sau anh chị xác nhận là xong luôn. Tài khoản này hiện tại của em là chưa nạp tiền vào. Đó. Sau khi anh chị ký quỹ số tiền mặt của anh chị lên VSD thì cái tiền mặt này của anh chị sẽ bị giảm đi, và thay cái giảm đó là sẽ nó sẽ hiển thị lên cái chỗ tiền ký quỹ VSD này. Ví dụ tiền mặt anh chị vừa lấy có 5 triệu mà anh chị ký quỹ 5 triệu lên VSD hết rồi thì bây giờ tiền ký quỹ sẽ là 5 triệu đồng và tiền mặt sẽ là 0, được chưa? Tổng tài sản vẫn là 5 triệu. Thì tiền ký quỹ anh chị ký quỹ là bao nhiêu tiền thì nó sẽ hiển thị sức mua lên đó, được chưa? Để xem mình mua được bao nhiêu hợp đồng. Đó. Ở phần dưới là lãi lỗ tổng này. Và lãi lỗ chưa đóng là lãi lỗ tổng, nghĩa là lãi lỗ trong ngày này là bao nhiêu này. Lãi lỗ chưa đóng nghĩa là lệnh hiện tại của anh chị đang lãi hay là đang lỗ bao nhiêu tiền này, được chưa? Thì sau khi là anh chị ký quỹ lên VSD rồi thì nó sẽ như vậy thôi. Còn đối với cái trường hợp là anh chị sử dụng hợp tác đầu tư ấy, nếu như anh chị sử dụng hợp tác đầu tư là 3 triệu đồng trên một đồng phái sinh ấy thì anh chị sẽ không cần nạp tiền, không cần nộp ký quỹ lên VSD nhá. Nạp tiền vào tài khoản này nó sẽ hiện giá trị tiền mặt và tổng tài sản này. Lúc này mình không nộp ký quỹ lên VSD nữa mà mình vào phần tiện ích này, mình vào phần đề nghị hợp tác này, được chưa? Sau đó ấn vào phần đề nghị này. Đây, ở đây hiện tại nó có 5 gói H0, H1, H2, H3 và H4. Thì theo cá nhân em thì anh chị nên sử dụng gói H0 để sử dụng hơn. Bởi vì khi anh chị sử dụng gói H0 ấy, thì anh chị sẽ được sử dụng cái gói dịch vụ đó là 3 triệu đồng. Chỉ cần bỏ số vốn là 3 triệu đồng có thể mua được một hợp đồng phái sinh rồi, được chưa? Còn nếu như sử dụng gói H1, H2, H3 và H4 thì nó sẽ có những cái giới hạn về thời gian giao dịch và điều đó nó sẽ cản trở đến cái việc sử dụng của anh chị hơn, được chưa? Nên chúng ta sử dụng H0 nó sẽ linh hoạt hơn. Đó. Thì em khuyên anh chị nên sử dụng H0 hơn. Tiếp theo nữa đấy,
Thì cái gói hợp tác đầu tư này đấy, nó có ý nghĩa là giống như là ở cơ sở nó có tài khoản margin đấy, thì hợp tác đầu tư chính là cái margin nó, thấy chưa? Cái tổng tài sản đảm bảo này, anh chị nhìn vào tổng tài sản đảm bảo này nhé, thì có nghĩa là cái nó tổng tài sản đảm bảo này nó sẽ tính dựa trên cái giá trị tiền mặt của anh chị, thấy chưa? Thế nên là vừa nãy chúng ta khi nạp tiền vào tài khoản đúng ký quỹ nó VSD ngay nhé, mà cứ để ở cái tiền mặt nó, sau đó vẫn nhấn vào phần đề nghị hợp tác này. Đó, thì hiện tại tổng tài sản đảm bảo nó là bao nhiêu? Tài khoản này của em chưa có tiền nhé. Tổng tài sản đảm bảo này là bao nhiêu? Thì nó sẽ tính dựa trên cái tổng tài sản đảm bảo đó ra cái số tiền mà công ty cho vay, được chưa? Đó, nó sẽ tính khi từ cái tổng tài sản này của anh chị, cái tiền mặt anh chị hiện có ra cái số tiền cho vay với cái tỷ lệ vay là 80%. Có nghĩa là nếu như anh chị có 2 triệu này thì anh chị sẽ được vay thêm 8 triệu nữa. Thì anh chị sẽ nhấn vào cái ví dụ vốn anh tiền mặt anh chị đang có 2 triệu đây nhá. Thì anh chị sẽ được vay đề nghị vay thêm 8 triệu nữa, để chợ thì anh chị sẽ nhấn 8 triệu đó vào. Đó, sau đó đề nghị hợp tác thì lúc đó công ty sẽ cho anh chị vay 8 triệu cộng với 2 triệu anh chị đang vốn đang có nữa, là anh chị sẽ có tổng cộng là 10 triệu để đầu tư, để chợ sẽ có tổng cộng là 10 triệu để đầu tư. Thì tổng tài sản đảm bảo anh chị là bao nhiêu thì cái số tiền hợp tác tối đa nó sẽ ghi ra trên đó, thì anh chị cứ nhấn vào cái anh chị sẽ ghi cái số tiền hợp tác tối đa đó vào đây thôi để vay thôi, để chợ. Thì cái đề nghị hợp tác này nó có ý nghĩa là công ty sẽ cho anh chị vay một cái số tiền nào đó, vay một cái số tiền nhất định dựa trên cái tổng tài sản mà anh chị đang có, thấy chưa? Thì sau khi ấn đề nghị hợp tác rồi, công ty sẽ tự động ký quỹ cái số tiền đó của anh lên VS, anh của anh chị lên VSD, được chưa? Sẽ tự động ký quỹ số tiền đó lên VSD, và lúc đó cái số tiền của anh chị cả vay và cả vốn của anh chị nó sẽ tự động hiển thị lên tiền ký quỹ VSD, được chưa? Và anh chị cứ thế để đặt lệnh long sọt thôi. Thì khi nào anh chị đặt lệnh long sọt chán rồi, hoặc là anh chị đang muốn rút tiền ra và đang muốn nghỉ giao dịch vài ngày, thì anh chị sẽ hoàn trả hợp tác, hoàn trả cái số tiền mà anh chị vay đó bằng cách đầu tiên ấy, thì anh chị phải rút ký quỹ ra trước, được chưa? Rút hết cái số tiền mà anh chị đang ký quỹ VSD, cả tiền vay lẫn cả tiền của mình là bao nhiêu, rút hết ra, anh chị ấn xác nhận rút ra. Sau khi rút ra xong, anh chị nhấn phần hoàn trả hợp tác, được chưa? Và hoàn trả cái số tiền mà công ty cho vay đấy, ví dụ vừa lấy công ty cho vay 8 triệu thì anh chị sẽ nhấn cái phần 8 triệu đó vào đây để hoàn trả hợp tác 8 triệu đó, coi như là mình đã trả hết cái khoản vay cho công ty xong, được chưa? Đó, nó chỉ đơn giản đấy thôi. Rồi, ok, đấy là cách mà để chúng ta sử dụng gói hợp tác đầu tư là như vậy. Thì sau khi mà chúng ta đã có tiền ký quỹ được VSD để đủ để đặt lệnh rồi, thì anh chị nhấn vào phần đặt lệnh cho em nhé, nhấn phần đặt lệnh này. Đó, thì đây chính là cái giao dịch đặt lệnh. Thì để đặt lệnh phát sinh ấy, thì theo em đấy, thì để tránh cái trường hợp là chúng ta đang đặt lệnh long hoặc đang đặt lệnh short mà không đặt lệnh được, thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh điều kiện, đó là lệnh điều kiện MTL, đấy chưa? Đó, chúng ta sử dụng đặt lệnh MTL. Anh chị nhìn cho em chỗ lãi lỗ tổng này, nó có mấy cái lệnh này, ATO này, ATC này, MTL, thì mình nhấn vào MTL nhé, sử dụng lệnh MTL hết, đấy chưa? Sau đó anh chị nhấn cho em cái hợp đồng vào đây. MTN này nó sẽ là cái lệnh mà sẽ giúp chúng ta mua được ngay, được chưa? Sẽ giúp chúng ta mua được ngay để tránh cái tình trạng là đang đặt lệnh long lại không long được, được chưa? Hoặc đang muốn đóng vị thế lại không đóng được, bởi vì phái sinh cái điểm số nó nhảy rất là nhanh, chúng ta không sửa nhanh là không theo kịp, nên tốt nhất là sử dụng lệnh điều kiện luôn, là sử dụng lệnh MTL, được chưa? Thì anh chị muốn long sọt bao nhiêu thì anh chị sẽ nhấn cái số hợp đồng nó vào đây, được chưa? Đây là số hợp đồng để long sọt đây này, đó. Thì sức mua ở đây nó sẽ hiển thị số hợp đồng của anh chị, hiện tại nó không có tiền nên là không có sức mua. Nếu như sức mua đây là 3 hợp đồng thì anh chị điều chỉnh cho em ấy, sức mua là 3 hợp đồng, được chưa? Đó. Đó. Được chưa? Đó. Bây giờ nhá, đọc lại này, mua hợp đồng của tháng 7 này, được chưa? Sử dụng lệnh là MTL này, lệnh đặt là MTL này, được chưa? MTL nó sẽ cho chúng ta khớp ngay này, được chưa? Số hợp đồng cần đặt là 3 hợp đồng này, anh chị muốn long hay short này, ví dụ muốn long thì ấn vào long này. Nó sau đó là nhập mã pin vào. Nhập mã pin vào ABCXYZ vào đây, được chưa? Ấn new pin vào, ấn new lệnh là xong. Được chưa? Khi lệnh đầu tiên ấy anh chị đặt lệnh xong, thành công xong thì những lệnh sau ấy anh chị sẽ không cần nhấn vào phần lại mã pin nữa, được chưa? Có nghĩa là đặt short thì nó sẽ tự động short luôn, nó sẽ không hiển thị cái xác nhận đặt lệnh mã pin như này nữa, được chưa? Cái xác nhận đặt lệnh này thì nó chỉ hiển thị một lần duy nhất trong ngày thôi, thấy chưa? Đó, còn những cái lệnh khác, còn sau khi anh chị đặt lệnh xác nhận cái lệnh đặt này xong thì những cái lệnh tiếp theo anh chị đặt sẽ không cần xác nhận nữa, thấy chưa? Thì sau khi anh chị đặt lệnh long thành công, ví dụ anh chị đang đặt lệnh long 3 hợp đồng nhá, anh chị lưu lệnh này,
và anh chị long thành công này, nó sẽ ghi chữ lãi lỗ tổng hiện tại của anh, lãi hiện tại anh chị là bao nhiêu ở đây, được chưa? À, em xin lỗi, cái lãi lỗ tổng này nó sẽ hiện thị lãi lỗ tổng trong ngày này và lãi lỗ chưa đóng này, nó sẽ hiện thị lãi lỗ của lệnh hiện tại này, được chưa? Sau khi đặt lệnh xong, được chưa, thì ở cái phần chứng khoán này nó sẽ ghi ra là cái lệnh hiện tại anh chị đang là lệnh long sọt này, lãi lỗ bao nhiêu này, được chưa? Còn hiện tại này ở room của em đấy thì em sẽ có một cái gọi là sau khi là em phím, ví dụ em phím long xong nhá, em phím sận long xong thì em sẽ có một đưa ra một cái mức giá hỗ trợ để cắt lỗ, được chưa? Thì cái mức giá hỗ trợ để cắt lỗ này thì anh chị sẽ phải đặt lệnh để làm theo. Ví dụ như là em vừa lấy là chúng ta đang long, vừa lấy là lệnh của chúng ta lệnh long nhá, được chưa? Lệnh long nhá. Bây giờ ví dụ em đưa ra một mức giá cắt lỗ là ví dụ em đưa ra một mức giá là cắt lỗ đó là 779, được chưa? Ví dụ đưa ra mức giá cắt lỗ 779, hiện tại đang là 778,1 này, mà em đưa ra mức giá cắt lỗ là 779, em xin lỗi, mà em đưa ra mức giá cắt lỗ là 777, được chưa? Có nghĩa là hiện tại nó đang ở điểm số 778,1 này, mà em đưa ra mức giá cắt lỗ là 777, có nghĩa là nếu như mà hợp đồng VN30 này nó thủng 777 thì chúng ta sẽ cắt lỗ, được chưa? Thì để đặt lệnh dừng lỗ tự động nhé, đặt lệnh dừng lỗ tự động mà mình không cần phải động chạm gì vào nữa, có nghĩa là cứ hễ vi phạm này hệ thống sẽ tự động đặt lệnh hủy cho chúng ta, được chưa? Thì chúng ta đầu tiên ấy thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng lệnh MTL để sử dụng để đặt lệnh, được chưa? Sau đó là ở cái phần trên này, cái phần này là bị này nó bị che mất rồi đây nhá. Thì sau khi anh chị đặt lệnh long sọt nhá, anh chị có vị thế long sọt rồi, anh chị nhớ phần đặt lệnh cho em này để làm lệnh điều kiện này đó, chúng ta vẫn để lệnh MTL này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng stop order này đó. Thì ví dụ như là vừa nãy chúng ta đã đặt lệnh long nhá, mà em bảo là cắt lỗ nếu như thủng 777, được chưa? Thì anh chị sẽ phải để cái dấu này dấu nhỏ hơn bằng này, và anh chị điều chỉnh cho em là về 777 này, 779 nhá, 776,9, được chưa? 776,9 bởi vì nhỏ hơn bằng mà đó. Thì anh chị ấn vào cho em cái số hợp đồng là anh chị muốn cắt lỗ này, vừa nãy anh chị mua 4 hợp đồng, mua 3 hợp đồng đúng không? Thì bây giờ nhá, lệnh đặt nếu như mà thủng 776,9, thủng hoặc bằng 776,9, lệnh đặt là MTL là khớp ngay này, sử dụng lệnh stop order này, được chưa? Số hợp đồng cần đặt là 3 này, anh chị ấn sọt cho em nhé, được chưa? Đó, ấn sọt lưu lệnh là xong. Thì sau khi anh chị ấn lệnh này xong thì vừa lấy anh chị đang long nhé, anh chị đang long này đó. Thì trong cái trường hợp xấu nhất là cái lệnh này của anh chị, cái lệnh mà anh chị vừa đặt đấy mà không may nó giảm xuống, long có nghĩa là kỳ vọng đi lên, mà không may nó giảm xuống, mà nó giảm về mức 776,9, thì cái hệ thống của VPS nó sẽ tự động bán ra cho anh chị để cắt lỗ cho anh chị, để tránh cái trường hợp là không may nó thủng 776,9 rồi mà anh chị chưa kịp đặt lệnh bán để chợ, thì anh chị sẽ bị mất cái vị thế điểm lãi đó đi đó. Thì sau khi anh chị đặt lệnh điều kiện xong thì cái lệnh đó anh chị sẽ được hiển thị ra cái lệnh điều kiện đây, được chưa? Thì giả sử là cái lệnh điều kiện này của anh chị, giả sử cái lệnh điều kiện này của anh chị mà một thời gian nữa, khoảng độ là một lúc sau, em thấy rằng là cái thị trường nó đi lên, thì em sẽ nâng cái mức, em sẽ nâng cái lệnh dừng lỗ lên, thì lúc đó anh chị sẽ hủy cái lệnh dừng lỗ cũ ở cái lệnh điều kiện này, anh chị nhấn vào cái lệnh dừng lỗ cũ anh chị nhấn hủy đi, sau đó anh chị lại đặt lệnh lại này, nghe chưa? Vẫn sử dụng lệnh là MTL này, đó, đặt lệnh lại, vẫn sử dụng lệnh là MTL này. Ví dụ em lâng nhé, vừa nãy là 77, vừa nãy em bảo là thủng 777 thì cắt lỗ đúng không? Bây giờ em lâng đây là thủng 778 mới cắt lỗ, thì anh chị vẫn sử dụng cái lệnh vị thế đặt là MTL này, được chưa? Lệnh khớp luôn này, đó, và anh chị vẫn sử dụng của em là stop order này, dấu nhỏ hơn là bằng nhé. Nếu đang long thì nó sẽ phải là nhỏ hơn bằng, được chưa? Bây giờ anh chị để cho em là 777 này, đó, 77, vừa nãy em bảo là 778 đúng không? Đó, nếu như thủng 778 thì cắt, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải để là 777,9, được chưa? Phải nhích xuống một tí thì đấy mới là thủng được, được chưa? Về nhân số hợp đồng là 3 hợp đồng, sau ấn soạt, được chưa? Đó, còn nếu như mà trong cái trường hợp mà lệnh đầu tiên ấy mà chúng ta là lệnh soạt, được chưa? Nếu như lệnh của chúng ta là lệnh soạt thì cái lệnh dừng lỗ của chúng ta phải đảo chiều là lớn hơn là bằng, nhấn vào cái lớn hơn là bằng nó, được chưa? Ví dụ vừa nãy chúng ta đang sọt là ở, ví dụ vừa nãy chúng ta đang sọt là ở 778 đi, vừa nãy đang sọt là ở 778 nhá. Thì bây giờ em bảo là cắt lỗ nếu như mà vượt 779, được chưa?
các lỗi nếu như vượt 779 thì anh chị phải để cho em cái dấu lớn hoặc bằng này và chỉnh cái điểm số cho em là lên 779,1 được chưa? Đó, sử dụng lệnh MTL. Vừa nãy là mình đang sử dụng lệnh sọt nhá, được chưa? Vừa nãy là mình đang sử dụng lệnh sọt này và vượt 779 thì cắt này, thì bây giờ anh chị phải nhấn long này, được chưa? Nhấn long này có nghĩa là khi nào mà chứng khoán nó vượt 779,1 bằng 779,1 trở lên ấy thì chứng khoán ấy sẽ long để cắt lỗ thay cho anh chị, được chưa? Đó là cách sử dụng lệnh dừng lỗ ở VPS, được chưa? Chúng ta sử dụng lệnh stop order nhá, được chưa? Nhớ nhá, sử dụng lệnh stop order này, được chưa? Nếu như mà đang long thì chúng ta sử dụng dấu lớn hơn bằng, còn nếu như mà đang sọt thì sẽ sử dụng dấu nhỏ hơn hoặc bằng, được chưa? Đó là cách sử dụng. Ok, thì mọi người cứ tìm hiểu dần dần thì cũng sẽ hiểu thôi, được chưa? Nó đơn giản như vậy thôi. Nếu như mà muốn nâng lệnh dừng lỗ này thì chúng ta phải hủy cái lệnh cũ nhé, hủy cái lệnh điều kiện cũ đi, ở phần lệnh điều kiện này hủy lệnh cũ đi, rồi thì hãng đặt lệnh cái lệnh dừng lỗ mới, được chưa? Cũng nghĩa là khi đầu tư này em bảo là đặt lệnh long cho em này, được chưa? Thì anh chị nhấn vào, ví dụ bây giờ em bảo anh chị long này, thế chị đặt lệnh này, được chưa? Nhấn vào MTL này, đó, nhấn vào MTL này, sau đó ghi hợp đồng ra long, được chưa? Điều lệnh thế là long xong, sau đó là anh chị thoát ra ngoài, được chưa? Anh chị ấn đặt lệnh lại và ghi cái lệnh dừng lỗ lên, được chưa? Ghi lại cái lệnh dừng lỗ lên cho em, đó, cũng đặt MTL này, ví dụ vừa đang sử dụng stop order này, được chưa? Đang long thì mình phải sử dụng dấu nhỏ hơn hoặc bằng nhé, được chưa? Ví dụ đang long mà em bảo là thủng 778 thì cắt nhá, thì anh chị để cho em là 77 nhỏ hơn hoặc bằng 77,9 thế này, được chưa? Ba hợp đồng là vừa ấy đang long thì giờ phải ấn sọt lại này, đó. Cũng nghĩa là cái lệnh điều kiện này được thực hiện sau khi là chúng ta đã khớp lệnh rồi nhá, được chưa? Cũng nghĩa là lệnh vừa chúng ta đặt lệnh long này, vừa đặt lệnh long nhé, là nó phải khớp lệnh rồi thì chúng ta mới sử dụng cái lệnh dừng lỗ được, sử dụng lệnh stop order rồi, được chưa? Đó là cách sử dụng thế thôi. Ok, thì anh chị nào muốn biết cụ thể hơn ấy thì và muốn vào được cái room tư vấn đi lệnh phái sinh ấy thì liên hệ tới em qua Zalo nhé, để em hỗ trợ vào room tư vấn đi lệnh cho. Ok, xin chào các anh chị ạ.